Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại tiếp tục tăng trở lại với tỷ lệ tăng là 0,35%. Giao dịch ở mức 1.966,10 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.956,51 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.967,28 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ, đứng ở mức 104,49 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng mạnh với tỷ lệ tăng là hơn 5%, giao dịch ở mức 37.476 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 0,70%, giao dịch ở mức 4,506% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 76,38 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã chứng kiến một phiên giảm sau phiên tăng mạnh ngày hôm qua khi chứng kiến một số hoạt động chốt lời thường xuyên từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn. Bên cạnh đó, sự phục hồi của chỉ số đồng đô la Mỹ sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tuần vào hôm thứ Ba và sự gia tăng của lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cũng đã ảnh hưởng tiêu cực đối với kim loại màu vàng. Một trong những thông tin đáng chú ý là Tổng thống Mỹ ông Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tại San Francisco. Nhà Trắng muốn nối lại liên lạc quân sự Mỹ-Trung. Iran cũng nằm trong chương trình nghị sự, bao gồm cả vấn đề về chương trình hạt nhân của Iran. Khả năng tan băng của mối quan hệ Mỹ và Trung Quốc băng giá trước đây cũng khiến cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thái độ lạc quan hơn trong tuần này. Bên cạnh đó, các nhà lập pháp Hoa Kỳ một lần nữa đang nỗ lực thông qua một số biện pháp tài trợ cho chính phủ liên bang. Đây là chiếc mũ cũ đối với thị trường và thị trường cho đến nay vẫn chưa phản ứng nhiều trước khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa. Các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ hiện tại đang nghiên cứu kế hoạch ngăn chặn việc đóng cửa. Giới phân tích đánh giá sự sụt giảm khá khiêm tốn của vàng trong ngày thứ tư của Mỹ đã khẳng định tác động giảm dần của lạm phát đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang và đồng thời dự đoán lạm phát giảm liên tục sẽ khiến cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed kết thúc việc tăng lãi suất, thậm chí có khả năng đẩy nhanh tiến độ cho đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên với dự đoán từ tháng 3 hoặc là tháng 5 năm 2024. Báo cáo CPI và PPI tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng. Do lạm phát đang giảm dần, xu hướng này cùng với độ trễ giữa việc cắt giảm lãi suất và tác động kinh tế cho thấy rằng Fed có thể không yêu cầu thắt chặt định lượng bổ sung, mở ra khả năng xoay trục theo hướng cắt giảm lãi suất thay vì tăng lãi suất. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm chiều nay, mặt hàng vàng miếng SJC quay đầu tăng trở lại, còn với mặt hàng vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn duy trì trong xuống giảm nhẹ. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 69,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 70,62 triệu đồng trên lượng. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 69,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 70,60 triệu đồng trên lượng. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG mua vào mức 69,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 70,50 triệu đồng trên lượng. Mức giá này áp dụng cho cả hệ thống Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với mặt hàng vàng nhẫn bột số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang được mua vào mức 58,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 59,80 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Với giá nhẫn bột số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 58,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 59,90 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại trong xuống tăng nhẹ, tăng 15 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra trong phiên ngày hôm qua. Hiện tại mua vào mức 24.085 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.455 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do thì hiện tại không có thay đổi, mua vào mức 24.500 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.600 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.980.000, bán ra 7.060.000. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại vẫn đang là 800.000 đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.980.000, bán ra 7.062.000.
Pin Di Hồ Chí Minh và pin Di Hà Nội mua vào 6.970.000, bán ra 7.050.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.960.000, bán ra 7.040.000. Doji Hà Nội mua vào 6.965.000, bán ra 7.045.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, giảm 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, giảm 10.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Phú Quý SCC mua vào 6.975.000, bán ra 7.055.000, giảm 5.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.972.000, bán ra 7.045.000, giảm 4.000 ở chiều mua, giảm 5.000 ở chiều bán. Mi Hồng SCC mua vào 6.975.000, bán ra 7.025.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.980.000, bán ra 7.030.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TP Gold vào 6.965.000, bán ra 7.045.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.970.000, bán ra 7.052.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Đến thời điểm chiều nay thì cũng không có điều chỉnh về giá, nhưng so với thời điểm phiên sáng ngày hôm nay thì đã quay đầu tăng 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 cho đến 860.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau: SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.980.000, bán ra 7.062.000. SJC Huế vào 6.977.000, bán ra 7.062.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.980.000, bán ra 7.060.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.980.000, bán ra 7.062.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.978.000, bán ra 7.062.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Đến thời điểm chiều nay thì vẫn duy trì trong xuống giảm nhẹ, giảm trong khoảng từ 42 đến 100.000 đồng trên một lượng, hay giảm trong khoảng 4.200 đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Và điểm này thì đang được niêm yết như sau: nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.880.000, bán ra 5.980.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.880.000, bán ra 5.990.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.870.000, bán ra 5.950.000, cùng giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.771.1 nghìn, bán ra 5.891.1 nghìn. Vàng 18K mua vào 4.277.9 nghìn, bán ra 4.477.9 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.284.2 nghìn, bán ra 3.484.2 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.296.4 nghìn, bán ra 2.496.4 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.